chậm lắm. Hết qua phà rồi đi ghe qua, trời ơi đi ngồi trên ghe y như là cái võng mà hả, đi qua dòng cống ngủ lại sáng bắt đầu mới có xe về hả. Giá
Nhật Bản á, là có cây cầu treo là lớn nhất thế giới, dài nhất thế giới á. Mà nội mà cái dàn cáp của nó, nếu mà người ta tính ra đó, cái dàn dây cáp của nó nói lại là nó băng được 4 vòng trái đất. Thấy ghê không? Cầu treo xuyên biển. Người Nhật họ hay thiệt chứ. Giống y như mạch máu mình á, trong người mình nó nói lại là bao được 2 vòng trái đất á, mạch máu mình á. Nói dốc quá mấy triệu, nó sao bay lết á.